Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình du lịch Việt Nam, Việt Nam Traveler, phát sóng 9:05 mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên VTV1. Chương trình đã được mở đầu bằng những hình ảnh ấn tượng về các hoạt động văn hóa đêm tại nhiều tỉnh thành. Cách đây 3 năm thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam với mục tiêu là khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, đồng thời hạn chế những rủi ro, tác động tiêu cực đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trước mắt triển khai thí điểm ở một số trung tâm du lịch lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Phú Quốc. Nhiều chợ đêm, phố ăn đêm, các chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/24 giờ, các tuyến phố đi bộ hoặc là tuyến phố đặc trưng giải trí phát triển như là Tạ Hiện của Hà Nội, Bùi Viện của Thành phố Hồ Chí Minh, Banana Hills của Đà Nẵng hay Thành phố Không Ngủ, Phú Quốc. Bên cạnh những mặt tích cực như là khai thác giá trị văn hóa nghệ thuật, tăng trải nghiệm cho du khách, kích hoạt nhiều dịch vụ, phát triển kinh tế đêm cũng đang nảy sinh nguy cơ gia tăng các tệ nạn xã hội như là mại dâm, ma túy, cờ bạc và các loại tội phạm khác, môi trường hay là ô nhiễm tiếng ồn. Làm thế nào để có thể hài hòa giữa phát triển và giữ môi trường an toàn, văn minh thực sự không đơn giản, đặc biệt là ở các tuyến phố trung tâm gần khu dân cư. Trên một khu phố cổ Hà Nội, nơi các hoạt động giải trí diễn ra náo nhiệt nhất về đêm, nhân viên các quán bar hay còn được gọi là booking đeo bám chèo kéo du khách. Bóng cười được mời chào công khai. Một combo 10 quả bóng cười có giá 1.750.000 đồng. Giá bán lẻ là 200.000 một quả. Nếu khách đồng ý đến quán, người mời chào sẽ nhận được hoa hồng 8-10% số tiền trên hóa đơn của khách. Ở một số quán bar, những quả bóng cười xuất hiện công khai tùy theo nhu cầu của khách. Bây giờ mình thấy hầu như là cái quán bar nó cũng có cái món này. Không cần phải hỏi nhân viên đâu, bởi vì bước vào ấy mình đã nhìn thấy rồi. Bạn thích lúc nào cũng có đủ loại luôn. Combo 10, combo 20, combo 50. Càng nhiều thì giá nó càng tốt hơn. Khó khăn nhất của chúng tôi là thiếu chế tài xử lý đối với các cái vi phạm về si sa bóng cười. Vẫn coi đây là những cái hành vi vi phạm hành chính thôi. Và cái xử lý, cái mức xử lý nó chưa đủ để răn đe. Cho nên là cái mức độ tái phạm của các cái hộ kinh doanh là thậm chí là diễn ra khá phổ biến và cố tình tái phạm. Kinh tế đêm tạo điều kiện cho nhiều dịch vụ kinh doanh như karaoke, vũ trường, bar phát triển và mở rộng thời gian hoạt động. Tuy nhiên, đây vốn luôn bị coi là những điểm nóng nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, ẩu đả. Thêm vào đó, đa phần các điểm vui chơi giải trí về đêm nằm sát khu dân cư tại các khu trung tâm, khu phố cổ thủ đô với diện tích chật hẹp. Vì thế, không tránh khỏi phiền nhiễu về tiếng ồn, môi trường và an ninh trật tự. Theo nhiều chuyên gia, để kinh tế đêm phát triển bền vững, trước mắt cần hài hòa lợi ích. Và lâu dài, cần có quy hoạch riêng biệt các khu trung tâm vui chơi giải trí đêm đa trải nghiệm xa khu dân cư. Một cái không gian nó phải đảm bảo được là có những nhóm người họ cần một cái sự nghỉ ngơi yên tĩnh và những cái nhóm người cần có cái hoạt động của kinh tế đêm. Thế và cái thứ hai ấy, tức là cái sự tham gia vào cuộc để hạn chế những cái hành vi tiêu cực. Đề án phát triển kinh tế ban đêm cho phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6 giờ sáng hôm sau tại một số điểm khu du lịch hấp dẫn và có điều kiện thuận lợi để quản lý rủi ro hoạt động dịch vụ ban đêm ở một số thành phố, trung tâm lớn, nơi mà có đông lượng khách du lịch như là Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Đà Lạt hay là Phú Quốc. Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy là cả nước hiện có khoảng 20 chợ đêm phục vụ du lịch và khoảng 1.000 trong tổng số 2.300 cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 giờ. Chợ đêm điểm đến quen thuộc của Đà Lạt đang được tính toán để di rời với phương châm là đảm bảo mỹ quan đô thị cũng như quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý về giá cả, phục vụ. Những hình ảnh này được phóng viên thực hiện chưa lâu khi xảy ra vụ việc hai thanh niên dùng rùa chém người dân địa phương bị thương rất nặng. Dù công an thành phố Đà Lạt đã bắt được đối tượng chém người, nhưng vụ sử dụng hung khí gây mất an ninh, an toàn xảy ra ngay tại chợ đêm Đà Lạt vẫn khiến cho nhiều người có cảm giác lo ngại. Lên đây và cảm thấy là ở đây nó rất là thoải mái. Nhưng mà khi mà đọc những cái tin như vậy,
thì bắt đầu em cảm thấy hơi hoang mang, hơi sợ. Chợ đêm Đà Lạt, một điểm du lịch khó có ai bỏ qua mỗi khi đến Đà Lạt. Mỗi đêm, có thể nói, nơi đây là điểm vui chơi sầm uất nhất. Nhiều gian hàng của tiểu thương và các xe bán hàng rong cơi nới chật kín lề đường. Và không ai dám chắc, những điểm bán hàng di động này đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và không chèo kéo khách. Có lẽ đây là nguyên do mà khi thấy lực lượng bảo vệ trật tự đô thị, họ đã di chuyển một cách vội vã. Tất cả hình ảnh không mấy đẹp đẽ như vậy đã để lại cho du khách nhiều suy nghĩ. Mình cũng thường xuyên năm nào cũng đến Đà Lạt hết, nhưng mà thấy cũng nó cũng không có gì mà thay đổi nhiều, nó không có gì mới mẻ. Càng ngày mình thấy khách du lịch đến Đà Lạt quá nhiều mà cái lượng này chắc nó quá tải á. Đây những ngày thường hay những ngày lễ thì nó khá đông đúc. Di dời trở nên để đảm bảo về cái mỹ quan đô thị cũng như là cái vấn đề quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý về giá cả, về cái phục vụ. Cái thứ hai là nó tạo điều kiện để giải quyết được vấn đề đậu đỗ xe tại khu vực trung tâm thành phố. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng đêm có hàng ngàn lượt người đến với chợ đêm Đà Lạt. Tuy nhiên, phần lớn là đến để quan sát, để cùng hòa mình trong không khí đông đúc ở xứ lạnh Đà Lạt, chứ không phải để mua sắm hàng hóa hay thưởng thức các dịch vụ du lịch ở đây. Theo nhiều chuyên gia, phải đi thì mới thấy đường. Thay vì ngại thử nghiệm các mô hình mới, các địa phương có tiềm năng nên chủ động phát triển kinh tế ban đêm thông qua các kế hoạch, chính sách và đặc biệt là có quy hoạch bài bản, gắn kết sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân và cộng đồng. Cần phải có một cái quy định chính sách để quản lý và phát triển nó. Và cái chính sách và cái quy định này thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào từng địa phương một. Bên cạnh cái việc là chúng ta có những biện pháp đề phòng với lại những hiện tượng tiêu cực, thì chúng ta vẫn phải tạo điều kiện, tạo một cái môi trường thuận lợi để cho các cái lĩnh vực khác phát triển. Nếu kinh tế ban đêm mà không có định hướng thì chúng ta rất dễ bị lệch hướng hoặc là bị hụt hơi, chưa có một cái kế hoạch, một cái chiến lược về cái phát triển kinh tế ban đêm. Hiện nay việc phát triển kinh tế ban đêm ở các địa phương cũng như là nhiều khu vực trung tâm du lịch cả nước thì vẫn phát triển theo tính chất gọi là tự nghĩ, tự làm và tự đưa ra. Nguồn lợi của kinh tế đêm là rất lớn. Theo thống kê thì kinh tế đêm đem về khoảng 66 tỷ bảng Anh và 1,3 triệu việc làm tại Vương quốc Anh. Con số này tại Australia là 136 tỷ đô la Úc, chiếm 5% GDP và 1,1 triệu việc làm. Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan hay Singapore cũng thúc đẩy kinh tế đêm với hệ sinh thái đêm được quy hoạch riêng, cách xa khu dân cư và nổi bật bởi những show thực cảnh triệu đô. Cũng theo nhiều chuyên gia, chính phủ có thể thành lập ban chỉ đạo, khu phố bổ nhiệm chức danh nhà quản lý kinh tế đêm. Các doanh nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ cũng nên có CEO kinh doanh đêm như mô hình ở một số quốc gia. Để thực sự thúc đẩy kinh tế đêm, cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng, sản phẩm phù hợp và đảm bảo an toàn về an ninh, giao thông đi lại, y tế, phòng cháy chữa cháy, v.v. Có thống kê, báo cáo minh bạch, đồng thời đưa kinh tế đêm vào tính quy mô và đánh giá bản chất của nền kinh tế. Dù còn nhiều thách thức, thế nhưng nếu thành công thì kinh tế đêm không chỉ góp phần đánh thức các giá trị văn hóa, tinh hoa nghệ thuật, sáng tạo về giải trí, kích hoạt dịch vụ, mà còn đóng góp lớn cho nền kinh tế. Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới thì từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, khi mà cảm xúc chi phối thì du khách có xu hướng chi tiêu gấp 3 lần so với ban ngày cho các hoạt động mua sắm, nghệ thuật, spa hay là vui chơi giải trí. Tới đây thì chương trình Du lịch Việt Nam, Việt Nam Traveler xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào 9 giờ 5 phút sáng ngày mai.